đối thoại giữa công giáo và lão giáo. Các tham dự viên của hội thảo kỳ 2 giữa công giáo và lão giáo kêu gọi mọi người dấn thân biến đổi cơ cấu bất công về xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo và luật pháp. Cuộc hội thảo này do Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn cùng với Tổng giáo phận Singapore và Hiệp hội Lão giáo tại nước này đứng ra tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 11 năm 2018 tại Singapore về đề tài "Luân lý đạo đức Kitô và Lão giáo đối thoại". 70 học giả và chuyên gia tham dự cuộc hội thảo đến từ Singapore, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Vatican và Đài Loan trong tuyên ngôn chung kết các tham dự viên khẳng định rằng vì các giáo huấn cơ bản về luân lý đạo đức thuộc các truyền thống tôn giáo chúng ta dạy phải làm lành lánh giữ chúng tôi xác quyết không ai có thể tránh né trách nhiệm luân lý biến đổi những cơ cấu bất công về xã hội kinh tế chính trị văn hóa tôn giáo và luật pháp chúng tôi nhìn nhận rằng cuộc khủng hoảng về luân lý đạo đức ngày nay đòi phải tái khám phá các giá trị phổ quát dựa trên công bằng xã hội, sinh thái học toàn diện, cũng như phẩm giá của sự sống con người trong mọi giai đoạn và hoàn cảnh. Vì thế, tuyên ngôn quốc tế chân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948 vẫn là biểu hiện căn bản chung của lương tâm nhân loại đối với thời nay và cung cấp một văn bản vững chắc để thăng tiến một thế giới công bằng hơn. Ngoài ra, các tham dự viên cũng bày tỏ tin tưởng nơi khả năng của các truyền thống tôn giáo chúng ta trong việc soi sáng cho một câu trả lời đa diện đối với những thách đố thời này vì thế cần cải tiến các phương pháp thông truyền các truyền thống và lịch sử của chúng ta trong một ngôn ngữ dễ hiểu